Đây là khu chuồng trại kết hợp chống lũ và chống rét cho gia súc của gia đình ông Huỳnh. Được thiết kế đơn giản, phía dưới là nơi nuôi nhốt trâu bò, còn phía trên là nơi dự trữ thức ăn rơm rạ. Nên khi trời trở rét, việc giữ ẩm và cung cấp thức ăn cho trâu bò rất thuận lợi. Đặc biệt, một số hộ dân còn gắn phao bên dưới chuồng trại. Khi mùa lũ về, chuồng sẽ nổi lên, đảm bảo trâu bò không bị nước lũ cuốn trôi. Hàng năm lũ lụt là không lụt thức ăn của trâu bò. Vừa là có cái tác dụng là để cho trâu bò ở cho sạch sẽ và là dễ che chắn về mùa đông. Cùng với đó, bà con Hương Khê đã tăng cường sản xuất vụ đông để cung cấp thêm nguồn thức ăn xanh cho trâu bò trong rét. Trong những năm gần đây thì huyện Hương Khê có những cái chính sách hỗ trợ sản xuất ngô vụ đông. Thế nên là bà con nhân dân đã sản xuất hết diện tích và chủ động được cái nguồn thức ăn tại chỗ. Cùng với dự trữ nguồn thức ăn cho gia súc, đốt lửa giữ ẩm cho gia súc, bà con cũng thường xuyên dọn dẹp chuồng trại nhằm hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh trong những ngày mưa rét này. Khuyến cáo cho người dân khi nhiệt độ ngày ban ngày dưới 13 độ thì phải không thả hoặc là chăn sắt trâu bò ở ngoài đồng. Hiện trên địa bàn Hà Tĩnh có đến 292.000 con trâu bò, là nguồn kinh tế chủ lực của nhiều hộ gia đình. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời tiết rét đậm, rét hại sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Người dân cần chủ động thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ đàn gia súc nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa rét gây ra.